Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 245. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ không lạc dao bị chọc giận Phá lên cười Ta ngược lại là muốn nhìn xem Người đánh chết ta thế nào Nàng kia cười lạnh sau đó thủ động chân khí Lực lượng nguyên tố màu bạc Màu xám bám vào tầng ngoài cơ thể Hai chân đột nhiên Lại phát lực Biến thành một đạo tàn ảnh Nhanh chóng đến trước người tiêu binh cam. Đôi chân dài như thiết thương quét ngang mà ra Khi liều trận bạo loạn Tiêu binh cam bình tĩnh Hoành hai tay trước ngực Đón đỡ một cái kinh khí mù nổ khi điều cuồng quyền phóng ra tứ phía. Đám đệ tử trẻ tuổi quan chiến xung quanh bị khí điều đập vào mặt, lao đảo lùi lại. Tiểu binh cảm đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Khâu lạc rào biến sắc, triển khai tấn công điên cuồng. Quyền cực đánh ra, âm thanh như khí bạo, như là cuồng phong vừa rào đánh xuống. Sự thần không ngừng truyền đến tiếng nổ chấn động. Sau khoảng bốn hơi thở, bóng người tách ra. Thân hình của khâu lạc sao hơi nằm Xoay người, thở dốc từng hơi Khóe miệng còn có chút vết máu Nàng nhìn chăm chăm tiêu bến cam phía đối diện Người Thực lực của người sao lại thế Không phải người mới nhập tông sao Người đã là tam giai Cơ thể của người Nàng kia cực kỳ khiếp sợ Khó mà tiếp nhận được sự thật Cường độ nhục thân của đối phương Còn cứng hơn so với tưởng tượng của nàng Tiểu binh cảm bình tĩnh phủi ông tại áo. Người quá yếu, về sau tranh thủ thời gian nhiều hơn để tu luyện. Đừng hở chút để đến khiêu chiến với ta, lãng phí thời gian của ta. Nói rồi hắn xoay người đến bên cạnh, bàn đá, cầm chân giò của mình lên. Trung quanh trở nên yên tĩnh. Đệ tử tân sinh phi kiếm tông đều choáng váng. Cái tên mập mạp trắng trảo kia có phải là mới tiến vào tông vùn hơn một tháng không? Tại sao lại mạnh như vậy? trong thời gian ngắn đã khiến cho khâu sư tỷ không chịu nổi. Gương mặt của liễu vô ngôn hiện lên giữa vui mừng. Đây chính là người có huyết mạch cấp phá hạn. Một tháng và người ta khổ tu mấy năm. Trường đạo truyền công khâu hằng bên cạnh cực kỳ chấn động. Tình màng lấp lé bên trong ánh mắt giả nua. Mơ hồ có chút hiểu ra vì sao liễu vô ngôn lại coi trọng tiểu tử mập đó. Biểu hiện như vậy, chỉ có là người có huyết mạch cấp thượng hạn Xem ra sao nhi thật sự không bằng người rồi Đang nghĩ Đang nghe bên tai truyền đến tiếng thét phẫn nộ Của liễu vô ngôn Lớn mật còn không mau dừng tay Khâu hằng bây giờ kẽ giật mình Khi ngẩng đầu nhìn Ông lập tức lấy làm kinh hãi Trên diễn võ trưởng gương mặt của khâu đục sao hiện lên sự oán độc Móc trong một nguyên tố bí kiếm trong ngực Thổi phát sức mạnh cường đại Không một tiếng động đánh lén oanh sát đang sau lưng tiểu binh Cam, Không ổn rồi. Khâu Hằng lập tức thi triển thần pháp phóng đến diễn võ trường. Liệp vô ngôn thành hơn một bước đã ra tay. Tiếng xe gió phù phù vang lên. Bóng người lấp lóe như thiểm điện. Một tiếng nổ đình tài nhấc óc. Khi khi lưu kinh khủng, bành trướng như sóng to gió lớn. Trên diễn võ trường, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Một số đệ tử thực lực không đủ bị đánh bay ra ngoài khi điều điều tán đi. Diện võ trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bên trong sân, Lâm Bắc Thần bỗng nhân vươn người đứng dậy. Bên trong ánh mắt lưu chuyển sát ý lạnh thấu xương. Cường mặt của liễu vùng cồn hiện lên sự kinh ngạc, giống như là một giọt mực rơi vào trong chậu nước, càng lúc càng loang ra không thể phục hồi. Trường đạo truyền công khâu hằng lại càng rụi mắt, đảm bảo ông không có nhìn đậm. Trong nháy mắt vừa rồi, Hai người bọn họ đều không nhìn rõ Rồi cuộc Lâm Bắc Thần chiến thắng bằng cách nào Hoạt động hay cổ tuyết vực Chỉ ưng trong điện thoại di động Ngoại trừ Lâm Bắc Thần Thì không ai có thể nhìn thấy được Cho nên trong mắt của rất nhiều người Lâm Bắc Thần chỉ khoát tay Món trỏ co lại, Đánh ra một âm chướng kiếm khí Rồi tất cả kết thúc Đây đã kiếm kỹ gì vậy Không khỏi quá kinh khủng đi Ngọc phổ Quyết phản ứng đầu tiên ông ta ý thức được có chuyện lớn xảy ra, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã bay đến, Cuối đầu nhìn thoáng qua không lạc sao đã ngã xuống đất. Lạnh, chết rồi, không cứu được rồi. Hắn ý nổi lên trong lòng Ngọc Vũ Khuyết, nhưng ông vẫn lựa chọn bảo vệ trước người Lâm Bắc Thần. Lúc này, lạc sao? Trường đạo truyền công không hằng rốt cuộc cũng kịp phản ứng, kêu lên một tiếng bị thiết. Tân hành khôi ngủ cao lớn lướt vào trong diễn võ trường, Ông trầm đây không lạc sao sau khi xác nhận không thể cứu vãn được nữa hai hàng lệ cuồn cuộn rơi xuống thất thố ngay tại chỗ không lạc sao chính là hậu nhân xuất sắc nhất của nhất mạch này của ông cũng là người mà ông chọn trọng điểm bồi dưỡng tranh đấu người kế tục chức trưởng bồn phi kiếm tông trong tương lai kết quả lại chết đi quá đột ngột hoàn toàn không kịp phản ứng người đã không còn rồi Ung đồ ta sẽ lấy mạng của ngươi thi thể của khâu lạc sao cho người bên cạnh đứng ôm lấy trường lão truyền công khâu hằng nộ hấm toàn thân bành trướng được nguyên tố màu xanh cường đại sát ý nổ tung đánh tới lâm bắc thần cậu trường lão hạ thủ lưu tinh liệu phùng cồn hô lớn ngọc phổ quyết không nói một lời bảo vệ trước mặt lâm bắc thần trên khi toàn thân trao đi đồng thời cũng đã dẫn phát được nguyên tố giữa thiên địa hiện lên hỏa diễm xích hà đối một chiều với khâu hằng dự bằng nguyên tố kinh khủng phun trào. Các đệ tử phi kiếm tông xung quanh không khỏi lùi lại. Ký kình kinh khủng đập vào mặt, khiến cho bọn họ gần như không mở mắt ra được, tim đập mạnh từng đợt. Ngọc Vũ Quyết, người dám cản ta. Sâu tóc của khâu hằng dựng ngược, tân hình khôi ngô cao lớn như cuồng sư đang nổi giận. Người có tin, ngay cả người ta cũng giết không, mau cút đi. Ông tại áo của Ngọc Vũ Quyết nổ rách bung, cánh tay run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên trong lần đối ứng vừa rồi ông đã bị thương. Nhưng ông ấy vẫn đầy nghĩa khí bảo vệ trước người Lâm Bắc Thần, nghiến rằng nói: Khâu trường lão, có gì thì từ từ nói." Lâm Bắc Thần nhất định không phải cố ý, hắn còn trẻ con lắm. Không hằng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ra ngoài. Hắn vẫn còn trẻ con lắm ư? Câu này ông hay dùng để giải thích cho câu lạc sao lúc trước. Lúc này từ miệng ngọc vô khuyết nói ra Vô cùng châm biếm Khiến cho ông ta như muốn thổ huyết Người chỉ là một trưởng lão phế vật vô dụng Lại còn muốn bảo vệ phế thể đó Nếu người đã muốn chết Lão Phu sẽ thanh toàn cho người Trần Quyền toàn thân trưởng lão truyền công khâu hằng Banh trướng lên Quy tâm hạ sát thủ Hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn lại ông ta Ông ta nhất định phải bắt được Lâm Bắc Thần chôn cùng cháu gái của mình Ngọc vô Quyết điều hòa khi tức Đang định lên tiếng Lâm Bắc Thần đưa tay kéo ông tâm một cái Lão Ngọc Tu vi của người kém lắm Đánh không đại lão già đó đâu Để cho ta thì hay hơn Ông đột nhiên có chút muốn nhìn xem Lâm Bắc Thần bị khâu hằng đánh chết Lâm Bắc Thần chậm rãi bước lên phía trước Lão bạn tử Ta đang định tính sổ với người Người đã chủ động đưa đến cửa Hắn vậy tay nói Đến đi, để ta tiễn người lên đường nào Tiểu bối, hôm nay lão phù sẽ giết ngươi. Sầu tóc của khâu hằng dựng ngược, sự phẫn nộ đã khiến ông ta đánh mất tính cảnh giác nên có. Ông ta cười lạnh, tiễn ta lên đường à, khẩu khí đúng là không nhỏ nhỉ. Nếu người có thể tổn thương được ta, hôm nay người sẽ còn sống rời khỏi phi kiếm tông. Vừa nói xong, vị trưởng đạo truyền công kia cũng đã như chớp giật lướt đến. Lực quyền tố màu xanh trên người ông ta vành trướng lên, giống như biển hồ tạo thành uy thế thật là lớn, khóa chặt lên Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự bóp cò súng. Ngoài bảy thước, súng là nhanh nhất. Trong bảy thước, súng vừa nhanh vừa chuẩn. Câu Hằng chỉ cảm nhận được một sự báo động nguy hiểm dâng lên trong lòng. Mì tầm cổ họng và tim trong nháy mắt để bị lưỡi dao đầm cho đầu nói. Kiếm kỹ thần bí gì mà lại mạnh như vậy? Sau khoảnh khắc hồi hộp, trong giữa khắc mấu chốt, trước người ông ta ngưng tụng một tấm chắn nguyên tố màu xanh. Tấm chắn nguyên tố vỡ vụn, thân hình của Khâu Hằng chấn động, cánh tay trái bị nổ bay, vai phải cũng bắn ra một luồng máu. Vừa mới đối mặt, vị trưởng lão truyền công phi kiếm tông đã bị thương. Tiểu tạp chúng, Khâu Hằng chửi ầm lên, thân hình nhanh chóng di chuyển. Kinh nghiệm chiến đấu của ông phong phú vô cùng. Ông ta rốt cuộc cũng phát hiện được khuyết điểm của chiến kỹ cô uy lực vô cùng lớn của Lâm Bắc Thần khoảng cách dẫn như nàn thi triển gần nửa hơi hơn đã còn không kích theo đường thẳng khâu hằng dùng ưu thế cảnh giới tù vi của mình toàn lực cổ động trần khí không ngừng xa tốc thân hình đơn lửng không cố định lưu đại tàn ảnh liên tiếp ngay tại chỗ mắt thường có mà phân biệt lâm bắc thần liên tục nổ súng đều thất bại kế đã đằng xa bị nổ nát đáng tiếc nếu có bộ phận ngắm bắn thì tốt rồi Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Vì thực của Tết vực trì ưng rất lớn, nhưng cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để bóp co vẫn phải có khoảng cách ở giữa. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, tay trái móc UZI ra. Cái thứ đồ chơi này có thể bắn liên thanh, hơn nữa tốc độ lại còn rất nhanh, không ổn rồi. Ngọc phố Khuyết lập tức nhìn ra được nguy cơ của Lâm Bắc Thần. Ông đang định ra tay giúp đỡ, nhưng nháy mắt sau đó đã nhìn được bởi vì ông nhìn thấy lâm bắc thần đang mỉm cười sau đó hắn nhẹ nhàng thực hiện một thủ thế trông rất kỳ lạ có lẽ là kiếm ấn sau đó ngón trỏ bung ra biu 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 trường khí phá âm rất nhỏ vang lên trên người trường đạo truyền công khâu hàng bốn đang di chuyển linh hoạt đột nhiên xuất hiện nhiều vết máu tiếp theo ông ta giống như một con thỏ nghịch ngợm bị đá văng ra ngoài rồi cỏ quắp lại thắng bại đã phân không hàng nằm mơ cũng không nghĩ đến lâm bắc thần còn có kiếm kỹ thuẫn phát một cách nhanh chóng đến điều thế oanh một tiếng thân hình khổng lồ của ông ta rơi xuống bên cạnh một tảng đá máu điều suối từ mấy vết thương trên người trào ra lâm bắc thần bước nhanh về phía trước mái tóc đèn của hắn cuồng vũ trong gió cửa mặt tuấn mỹ lạnh lùng như đóng văng ánh mắt lạnh thấu xương không chút do dự bóp co súng tuyết vực chỉ ừng trong tay phải. Ba tiếng nổ quanh quần giữa thiên địa, đạn vô hình bắn vào người khâu hằng, lóe lên những luồng huyết quang, bắn tứ chỉ vỡ nát, đầu nổ tung, qua đời ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần lại dùng UZI bắn liên tiếp vài cú nữa, lúc này mới thỏa mãn thổi khói xanh toát ra từ họng súng. Đương nhiên trong mắt người khác, đây là sự khi hắn giết người, dùng động tác trang bức mà tính tiêu chí thổi ngón tay của mình ta đã nói rồi ta tiễn người trên đường mà người còn không tin hắn thẳng nhìn nói người một nhà thì phải đoàn tụ với nhau người nên gặp đứa cháu gái ác độc hèn hạ của mình cùng nhau đến chỗ mạnh bà uống canh đoàn viên đi ngay từ lúc ban đầu lâm bắc thần đã động quyết ý làm khó hắn thì hắn còn dễ nhận nhịn nhưng muốn tính kế huỳnh đệ của hắn hắn sẽ tiễn người lên đường nếu không về sau, em trai ruột của ta làm sao có thể, làm sao có thể đặt chân ở phi kiếm tông được. Người không hùng ác đứng không vững. Hôm nay, hắn sẽ trảm thảo trừ căn. Bốn phía đều yên tĩnh. Diện võ trường kiếm lai phong lớn đến như vậy. Không khí vốn ồn ào náo nhiệt. Nhưng lúc này lại đột nhiên biến thành nghĩa điện rửa đêm. Im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không một ai nghĩ đến đương đương ra trưởng đạo truyền công tù vị tứ giai đỉnh phong không hàng tự mình đăng trang, chẳng những không báo thủ được cho cháu gái hơn nữa lại còn chỉ trong chèo trống được nhiều hơn ba hơi so với khẩu lạc dao mà thôi gương mặt của liễu Vùng Ngôn hiện lên sự chân kinh cực độ ông ta đã tính sai rồi Liệu Vùng ngôn đương nhiên có kế hoạch của mình. Bên trong phi kiếm tông, các loại phe phái không ít trưởng môn như ông cũng không thể tùy tiện hành động. Nhất là nhân mạch của trưởng lão truyền công khâu hằng, ủy hiếp quá lớn. Khâu hằng chẳng qua cũng chỉ có tứ giai đỉnh phong, bản thân cũng không có uy hiếp quá lớn. Nhưng con trai khâu hằng là khâu thiên cảnh, lại là thiên tài tuyệt diễm, huyệt mạch cấp thượng dung, không thể khinh thường. Con gái của hắn khâu lạc sao cũng có huyết mạch thượng dung, được các phương xem trọng. Nhật mạch hậu thị, hậu kinh bừng bừng phấn chấn, tiềm lực vô tận Mấy năm qua càng lúc càng cường thế Ngược lại liệu vô ngôn không có con cái Một mình cô đơn Đệ tử thân truyền duy nhất Đã trên một cách ly kỳ vào bốn năm trước Nhân tài sư gối tàn đụi Nếu không phải có danh hào đệ nhất cương xạ vì kiếm tông Chỉ sợ vị trí trưởng môn của ông ta Cũng đã bị lung lay rồi Có được một huyết mạch phá hạn Như tiểu binh ca. Đối với liệu vô ngôn mà nói Chẳng khác gì đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi chỉ cần bồi dưỡng tiểu binh cam có người kế tục vì kim tục tuyệt đối vẫn là nhân vật trong lòng bàn tay ông ta điều khiến cho liệu vô ngôn đỏ đắng chính là bí mật tiểu binh cam có huyết mạch cấp phá hạn sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ đến lúc đó các phương tất nhiên sẽ điên cuồng lôi kéo cho nên trước khi tin tức bị mại lộ ra ông ta sớm để tiểu binh cam và khâu hàng nhất mạch trở mặt với nhau tuyệt đối không có khả năng giấu ghét việc ông ta tước đoạt tài nguyên của khâu lạc dao cho tiểu vinh ca cũng là một nước cờ như thế nữ nhận gù xuẩn khâu lạc dao quả nhiên đã bắt đầu làm loạn cho nên mới có chuyện như ngày hôm nay nhưng mà liệu phòng ngồn khổng nghĩ đến sự việc phát triển thuận lợi vượt qua sự tưởng tượng của ông ta một lần diễn võ ngoại y muốn đạt được thu hoạch lớn khâu hằng và khâu lạc dao bị giết chết không thể nhất mạch bị đả kích quá lớn càng làm cho khâu thiên cảnh và tiểu binh cam không bao giờ trở thành một trận doanh được. Lâm Bắc Thần đã tặng cho ta một món quà lớn. Liệu vùng ngôn nhìn thiếu niên lạnh lùng anh Tuấn trên diễn võ trường, trong lòng cân nhắc được mất, cũng không tỏ thái độ ngay lập tức. Sư tổ, khâu trường lão đã bị đánh chết rồi, bảo tìm bởi khâu thiên cảnh sư huynh đi. Bầu không khí trên diễn võ trường trở nên bối rối. Rất nhiều đệ tử như phát mộng nhất là những đệ tử có quan hệ thần thiết với khâu lạc sao sắc mặt trắng bệnh tay trần phát run ngay cả đám trưởng lão phi kiếm tầm có mặt tại diện võ trường nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho đúng đây cũng là lần đầu tiên có chuyện trưởng lão trong tầng môn bị đánh chết ngay trước mặt tất cả mọi người lão đệ lần này ngươi gây họa rồi ngọc vũ Quyết Tấp dạo nói nếu thời dịp đang loạn mà đi nhanh đi Lâm Bắc Thần cầm khẩu súng, người khác không nhìn thấy được. Bình tĩnh nói, tại sao ta phải đi? Lão bạn tử kia muốn chết. Lục Trường không phải ông ta đã nói rồi sao? Chỉ cần ta có thể gây tổn thương cho ông ta, ông ta sẽ thả cho ta rời đi. Bây giờ ta đánh chết ông ta, chẳng lẽ không tính là tổn thương sao? Lúc này mà ngươi còn giảng đạo lý nữa? Ngọc Phố Khuyết liên tục thúc giục, lập tức muốn mang hắn rời đi. Lão Ngọc, ngươi đừng giả vờ ngớ ngẩn. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ. Người giận ta đi, đến lúc đó, người chính là phản đồ phản bội phi kiếm tông, ta không thể liền quỷ đi người được. Ngọc Phú Khuyết có chút cảm động trong lòng, nhưng ông ta lại nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp. Hơn nữa với thực lực của người kém như vậy, người kiếm phi hành cũng không bằng người ta, trốn không thoát đâu. Đừng có sợ, cứ xem ta đây. Hôm nay, nếu ai dám đụng vào ta, ta trực tiếp tiễn người đó đi gặp khấu hàng. Ngọc Phổ Quyết nghe vậy thì nghĩ Cậu vật ngươi tại sao lại không bị khẩu hằng đánh chết đi cho rồi Lúc này trải qua bối rối ban đầu Trứng đã và các đệ tử vì kiếm tông đã lấy lại tinh thần Ba phê lâm bắc thần Tuy nhiên vì kiêng kỵ kiếm đạo thần tích của hắn Không một ai dám bước đến Nhưng lại cũng không một ai muốn thả hắn đi Tất cả mọi người cứ thế vây quanh hắn Lâm Bắc Thần, người liền sát hai người vì kiếm tông ta Người định bàn sao thế nào đây Liệu phùng hồn chậm rãi Tách mọi người bước đến Nghe hỏi Lâm Bắc Thần mỉm cười Biểu hiện chẳng quan trọng Cái này thì cũng không thể trách ta Ai có thể nghĩ đến Bọn họ yếu đến như vậy Còn chưa đánh nhau được một trận Ta còn chưa chân chính phát lực Bọn họ đã chết rồi Nghe qua đây là tiếng người sao Lão Ngọc nghe xong chỉ muốn đánh người. Liệu Phùng Gôn thấy thế trầm giọng nói, bật kể lại thế nào chuyện này không cách nào giải quyết được đâu lâm bắc thần thản nhiên nói liệu trưởng môn ta khuyên ngươi nên điều chỉnh lại cách nói chuyện của mình cũng đừng hù dọa ta nếu không ta sợ ta không cẩn thận phản ứng quá khích để giết thêm mấy người đấy những vị trưởng đạo xung quanh và đệ tử đều run đến trong lòng bởi vì biểu hiện vừa rồi của lâm bắc thần quá yêu nghiệt đến bây giờ bọn họ còn chưa nhìn ra kiếm khí phá âm chứng kia công kích rốt cuộc là dùng thủ đoạn nghịch thiên gì, khiến cho trong lòng bọn họ không có nắm chắc. Liễu vùng ngôn cao mày, người đừng uy hiếp ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, thở ơ nói, người có thể hiểu ra như vậy. Nghe nói liễu trưởng môn là đệ nhất cường giả vì kiếm tâm, tu vi là ngụ giai, có thể xưng là tuyệt thế. Đúng đúng, ta cũng muốn lĩnh giáo qua một chút. Hắn cường thế đến rối tinh rối mù rồi. Liễu vùng ngôn bị khiểu chiến, nhưng không hề tức giận như mọi người đã tưởng tượng. Bởi vì tư thái cường thế của Lâm Bắc Thần khiến cho ông ta có chút nhìn không hiểu. Ông ta hoài nghi, trong tay Lâm Bắc Thần thật sự đang nắm giữ một con át chủ bài kinh khủng nào đó có thể chống đỡ được ông ta. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng thật sự quá thần bí. Năm người bước ra từ văn mộng trạch, mà kể cấp thượng dùng hay đã cấp thượng hạn, hoặc cấp phá hạn, lúc đó nếu mơ hồ xem người này là hạnh tâm Nếu hắn thật sự đã phế vật Hắn có thể áp đảo nhiều thiên tài Đến như vậy sao Liệu vô ngôn im lặng Sư phụ Ta khuyên người không nên suy nghĩ không thông Tiểu binh cảm đến tiếng chân thành nói Người đừng vội động thủ với anh ruột của ta Nếu không ngày này sang năm Ta chỉ có thể viếng mộ của người mà thôi Nghiệt đồ Liệu phòng ngôn giận không có chỗ phát tiết Hơn nữa nếu như người thật sự muốn đối phó với anh ruột của ta Ta chỉ có thể phản phí kiếm tâm Vậy sao hai nhà chúng ta chính là cựu địch Ta cũng sẽ thình lình cư xử hung ác với người đấy Tiểu vĩnh Cảm tiếp tục bổ đạo Điều vùng hồn tức muốn ôm tim của mình Nhiệt độ này không cần cũng được Ông ta rất đau lòng Trưởng môn Việc này phải nói đến Không làm sao đánh lén đệ tử đạo trùng Phạm sai năm trước Hơn đỡ vừa rồi cầu trưởng đạo cũng đã nói Ông ấy và nắm bắt thần quyết đấu công bằng Trên sống không cần lo Nếu là quyết đấu công bằng Dĩ nhiên không thể truy cứu quá nhiều Nếu không đan chuyển ra ngoài Dành vọng của phi kiếm tông của ta Nằm ở đâu Ngọc Vũ khuyết đột nhiên lên tiếng Liệu vô ngôn không còn gì để nói Đây không phải là mở mắt Nói lời biệt đặt cho Vừa rồi khâu trưởng não nói mấy lời này Ở đâu chứ Nhưng đây chính là một bậc thằng không tệ tay vậy ông ta mới gật đầu thở dài nói Ngọc trưởng lão nói rất có lý Ta cũng nhớ kỹ vừa rồi Khâu trưởng lão cũng có nói là quyết đấu công bằng Các vị trưởng lão Các người có nghe thấy không Nói xong ánh mắt của ông ta quét qua Tù vị cường giảng cũ dài tuyệt thế bùng nổ Tạo thành áp lực Tam trưởng lão trình diễn võ trường Lập tức chửi ầm lên trong lòng Nhưng ngoài miệng đều nói Không sai, chính là như vậy Khâu trưởng lão đúng là đã nói như vậy không thể truy cứu, không thể truy cứu. Các trưởng lão liên tục phụ họa. Đám đệ tử trẻ tuổi như phát mộng Bọn họ nhớ rõ ràng câu trưởng lão không có nói như thế. Chẳng lẽ bọn họ nhớ nhầm mà. Liệu vừa ngôn gật đầu thỏa mãn. Đã như vậy, chuyện này ta không tiện truy cứu. Ta người phái người đi thông báo cho khâu thiên cảnh trưởng lão để bọn họ hiệp thương giải quyết với lâm bắc thần đi. Khâu thiên cảnh là con trai của khâu hằng cũng là trưởng lão phi kiếm tông. Mấy ngày qua ông ta bận bế quan, thanh tra vẫn chưa xuất hiện. Nam trưởng lão và các đệ tử đều nhìn nhau, không nghĩ đến trưởng môn nhân lại giờ cào đánh khẽ như thế. Chuyện này cứ như vậy mà xong sao? Lâm Bắc Thần, mấy ngày nay người không được phép rời khỏi phi kiếm tông, người nhất định phải thương được giải quyết thích đáng việc này với khẩu thiên cảnh trưởng lão. Khi đó người mới được tự do, rõ chưa? Liệu vô ngôn lại quay sang nhìn đâm Bắc Thần Không quan trọng Lâm Đại thiếu nhún vai Dù sao thì ta tạm thời còn chưa định trở đi Hãy đưa tầm pháp hải nạp nhất mạch cho ta Ta vốn tu luyện Cái này gọi là được một tấc Lại tiến một thước Là cái này Đánh chết trưởng đạo truyền công Lại còn mặt mũi đòi công pháp tu luyện Liệu vô ngôn hưởng một tiếng Ngọc trưởng lão đưa công pháp cho hắn đi Mọi người tản đi Ngọc Vũ Quyết áp lâm bắc thần về tạp thảo phong. Vè vè ve 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 Tiếng vè kêu rất nhịp nhàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thời tiết nóng nực dường như cũng dịu đi. Lão đệ, hôm nay ngươi gây ra chuyện động trời rồi đấy. Ánh mắt của Ngọc Phổ Quyết nhìn lâm bắc thần cực kỳ phức tạp. Lúc trước ông ta mơ hồ cảm thấy tiểu tử này ẩn giống một tay. Không nghĩ đến hắn giấu đến mấy tay cả ngày nằm chết dí trên đỉnh tạp thảo phong này một tháng không thấy nói năng nhưng một tiếng hót lại làm kinh cười bớt nói nhảm đi lấy công pháp ra đây lâm bắc thần khẽ vươn tay cũng không khách xáo với lão ngọc đọc vô quyết giao quyền tẩm pháp hải nạp nhất mạch cho lâm bắc thần kiên nhẫn giảng giải con một lần cho hắn lão ngọc vì xong cái lễ tốt như vậy với ta người không phải Lâm Bắc Thần nhìn ông ta. Ta khuyên ngươi đừng nên có suy nghĩ xấu, ta không thích nam nhân đâu. Ôi trời! Ngọc Vũ Khuyết thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình nói. Còn không phải bởi vì người thiếu tiền ta sao? Nếu như người chết, hai trăm lượng hồng hoang ngân kia ta biết tìm ai để đòi. Không sao, lần sau nhất định sẽ còn. Lâm Bắc Thần nói. Này lão Ngọc, ta không có tiền tiêu, người có thể cho ta mượn thêm một ít được không? Mắt của học Vũ Khuyết tái đi Không có Nếu ta dùng vật này để đổi thì sao Lâm Bắc Thần nói xong Lập tức lấy ra một món quà màu đỏ Như là quả táo Cái thứ đồ chơi này đáng giá bao nhiêu tiền Mấy ngày qua Ngày nào hắn cũng đi ăn trộm Lâm Bắc Thần chưa hề rảnh rỗi chút nào Thánh tâm quả Ngọc Phú Khuyết lập tức nhảy dựng lên Người, người từ đâu mà có loại quả tứ dai này đây là đặc sản bên trong dược viên phi kiếm tông ta người ông ta lập tức nhớ đến một chuyện quái sự trong tông bồn gần đây phi kiếm tông chỉ hoa lãnh ngừng trưởng lão đột nhiên nổi điên nhìn thấy người đã chửi có người bảo làm mãn kinh trước thời hạn cũng có người nói là đến tháng càng có tin thức ngầm nói là có tiểu tặc ăn trộm mất thánh tầm quả do đệ nhất mỹ nữ tông bồn bồi dưỡng dẫn đến tính tình không ổn định chẳng lẽ là ngọc phổ quyết nhìn lâm bắc thần chấn kinh sư viên của lãnh ngừng trưởng lão là do người trộm mà nói cái gì thế lâm bắc thần bất mãn nói người có huyết mạch thần thánh đế hoàng như ta sao có thể nói đi ăn trộm là đi ăn trộm được chuột cuộc người có lấy hay không lấy 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 chứ ngọc phổ quyết không chút do so dự đưa ra hai trăm lượng hồng hoang ngân Bên ngoài định ra một quả thánh tầm quả là 252 lượng hồng hoang ngân. Ta cho người 200 lượng. Số 6 cách này cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được. Thành giao. Lâm Bắc Thần cũng không muốn nghiền ép vị bằng hữu duy nhất của mình ở vì kiếm tầm quá ác. Còn xin nữa không? Ngọc vô khuyết mấy tiếng đã ăn hết thánh tầm quả. Ngay cả hột cũng nuốt luôn. Càng nhiều càng tốt. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ông ta. Người còn tiền không? Ta có thể đi mượn. Ngọc Phúc Quyết vỗ ngực. Nhiều năm như vậy, nhân duyên của ta bên trong phỉ kiếm tổng cũng không tệ lắm. Người có tiền, ta có quả. Lâm Bắc Thần cười nói, mau đi mượn tiền đi. Ngọc Phúc huyết là một người có năng lực, hành động rất mạnh. Lập tức không nói hai lời, quay người ngự kiếm phi hành, phóng lên tận trời, rơi khỏi tạp thảo phong, Hứng thú bừng bừng đi phai tiền Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt đồng tình Nhìn theo hướng Lão Ngọc biến mất Nhắc đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm Đoán chừng Lão Ngọc chẳng mấy chốc Sẽ phát hiện ra Ông sẽ không còn văng hữu ở phi kiếm tầm nữa Tiến Lão Ngọc xong Lâm Bắc Thần dựng liều vải Giã dạ chiến ngoài trời Hắn nằm bên trong bắt đầu tổng kết được mất trận chiến ngày hôm nay Nhân nhân sung ống sau khi thẳng cấp Rất đáng tin tuyết vực tri có thể đả thương cường giả tứ giai uzi cũng có thể trọng thương cường giả cùng cấp bậc điều này đồng nghĩa với việc những khẩu súng trưởng tấn công như ak 47 m 416 đủ để uy hiếp cường giả tuyệt thế ngũ giai về phần mấy loại vũ khí tầm xa có sát thương cao như 98k hay avkm cường giả trên ngũ giai nhất định cũng có thể giết chết có súng trong tay ta có cả thiên hạ cho dù chiến kỹ của huyết mạch thần thánh đế hoàng thiếu thốn, chuyên thừa tan lụi, ta cũng không sợ. Cái đám súng ống này còn mạnh hơn so với chiến kỹ mạnh nhất. Ta có thể dùng chúng tạo ra một con đường độc nhất vô nhị cho chính mình. Lâm bác Thần rất là hưng phấn. Hắn đã nhìn thấy hình thức ban đầu đại sát tứ vương của mình. Điều duy nhất cần bổ sung chính là phải tranh thủ thời gian gia tăng cường độ chân khí của bản thân. Hỗn độn quy nguyên khí là một loại hiện tại cảnh giới chân khí của hắn điểm quả chính là nhị giai dùng ống cũng cần phải có đạn chính là dùng chân khí biến thành nếu chân khí không đủ các phải cương xa chân chính hay là đối thủ có chuẩn bị hoặc là hình quần chiến chân khí tiêu hào hết đạn bắn thì hết thì xem như tịt ngoài rồi nghĩ đến đây hắn lấy điện thoại di động ra quét hình quyển sách tầm pháp hải nạp nhất mạch tạo thành ứng dụng tương ứng trên điện thoại sau đó tải xuống bắt đầu tu luyện đương nhiên là nằm chơi tu luyện. về sau hắn đóng ứng dụng, bắt đầu đi dạo ta vào. Hồng hoang ngân trong tay chưa có nhiều, tạm thời không mua được AK-47. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định mua lựu đạn. Hắn mua hai quả đạn lửa và hai quả bọc khói, tốn 150 lượng hồng hoang ngân. Số tiền còn dư xem như là pin cho điện thoại di động vậy. Mấy ngày sau, hắn cứ bình thản mà trôi qua lực chú ý của Lâm Bắc Thần tập trung về việc tu luyện tầm pháp hài nạp nhất mạch. Bốn công pháp này không hổ danh là cơ sở tu luyện hạch tâm của đại tông vôn nhân tộc Phi Kiếm tộc. Hiệu quả không ngoài dự liệu, còn mạnh hơn so với ngũ khí triều nguyên quyết một bậc. Hàng ngày đi trộm quả, tăng thêm cho chủ tuyển. 15 ngày sau, tù vị chân khí của Lâm Bắc Thần, rốt cuộc đã vững vàng tiến vào cảnh giới tam gia. Trần khí hỗn độn quy nguyên khí giống như tiểu hà chảy xuôi trong cơ thể. Tiến độ tu luyện có thể nói là rất nhanh. Lâm Bắc Thần cho rằng, thêm một tháng nữa, hắn bước vào tứ sai cũng không khó. Trong khoảng thời gian này, kiềm tiết vô danh vẫn đi sớm về quy nhiều cũ, biểu hiện cơ đánh là đánh lút. Lâm Bắc Thần cũng lời quan tâm, mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm. Hắn càng lúc càng cảm thấy, trước đó cầu nữ thân chỉ là ngụy trang, thần phận của nàng thật không hề đơn giản. Nhiều trường đã bị đánh cướp như vậy. Đến bây giờ phi kiếm tông có thể nói là toàn diện giới nghiêm, nhưng vẫn chưa phát giác nàng ta chính là đại tổng sư một côn kiệt. Điều đáng tiếc nhắc tới chính là Ngọc Phổ Quyết cũng không đến tạp thảo phòng nữa. Mai cho đến trước khi xuất phát đến Triều Thiên Quyết tham gia đại hội võ thuật đệ tử tại tân sinh tông môn nhân tộc một ngày, Long học toàn thân tử khí mới xuất hiện trên đỉnh tàu tạ tà phong. Tinh thần ông ta uể oải giống như đang thất tình. Người chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ta đến đón ngươi, cùng đến triệu thiền quyết xem náo nhiệt. Lão Ngọc hữu khí vô lực nói. Lão Ngọc, ông làm sao thế? Lâm Bắc Thần quan tâm hỏi han. Ngọc Phú Quyết thở dài, vô cùng phiền buồn nói. Thầy già, dạ, cả đời người đúng là nhàm chán, nhưng cũng rất tàn khốc vĩnh viễn không đừng quá chờ mong Mà người khác Hồng Trần cuồn cuộn có mấy ai có thể xưng là tri kỷ chứ này này nói tiếng người đi lâm bắc thần nói ngọc phục huyết hấp một ngụm rượu lại nói bình thường ta rất nhiệt tình vì lợi ích chung thích làm việc thiện cho rằng nhân duyên của mình không tệ ta cứ nghĩ ta có rất nhiều huynh đệ thật lòng trong phi kiếm tông cho đến lần này khi ta đi vay tiền ta mới phát hiện ấy chà Bây giờ ta không có bằng hữu ở phi kiếm tông rồi. Lâm Bắc Thần nghe xong tức cười gần chết. Nhìn thoáng một chút đi, mọi chuyện nên nhìn theo chiều hướng tốt mà. Hắn chân thành an ủi nói, tôi cũng chẳng có người bạn nào bên ngoài phi kiếm tông mà. Ngọc vô Khuyết đứng hình, ta cầu xin ngươi làm người một chút có được không? Tốt xấu gì, ông cũng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần thời gian dài như vậy. Xem như đã quen với việc bị Lâm Bắc Thần đâm dao Ông lại uống thêm mấy ngụm rượu Lại nói Nói chính sự đi Vận khí của người đúng là tốt Còn trai của trưởng lão huyền công khâu hằng Là khâu thiên cảnh vẫn luôn bế quan Cho nên không đến tìm cười gây chuyện Chờ ngày mai rời khỏi phía kiếm tông Người cũng đừng có trở về Ở bên ngoài tránh một thời gian Khâu thiên cảnh chính là kỳ tài ngút trời Giật khó đối phó Lần này bế quan kết thúc Sợ rằng hắn sẽ bước vào ngũ dài đấy Lời còn chưa dứt từ hướng thiền cảnh phòng vì kiếm tổng truyền đến tiếng nổ kinh người. Lực quên tố mênh mông giống như biển cả đại dương phun trào mãnh liệt. Một tiếng thét dài vang lên. Kiếm khinh biển tố phá không mà đến. Rốt <laughs> cuộc thì ta cũng tiến vào cũ sai rồi. Một âm thanh bá khí phách lối giống như cửu thiền kinh lôi. Từ hướng thiền cảnh phòng truyền đến, chấn động vô số dạy đối phỉ kiếm tộc. Toàn phong run rẩy Ngọc phổ khuyết ngay cả người. Lâm Bắc Thần không quan gì để nói Quay sang nhìn Lão Ngọc hùng hằng nói Miệng quả đen Ta chính thức tuyên bố Bây giờ người đã mất đi người bạn cuối cùng ở Phi Kiếm Tông Khẩu thiên cảnh đã xuất quan Sắc mặt của Ngọc Vũ Quyết thay đổi Hắn đã tiến vào cũ dai Mấy ngày qua Khâu Thị Nhất Bạch đã nén giận Chính để chờ hắn xuất quan Đang chừng chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đến tìm người thôi Lâm Bắc Thần thở dài một hơi xem ra ta lại sắp tạo sát nghiệt rồi. Ngọc Vũ Khuyết thì nghĩ, lão đệ, người hơi chủ quan rồi đấy, ta khuyên người không nên kinh thường, khâu thiên cảnh không phải khâu hằng, cương giảng cũ dài rất đáng sợ, người không tưởng tượng được đâu. Mặc dù cũ dài và tứ dài chỉ thuộc kém nhau có một chữ, nhưng tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Ngọc Vũ Khuyết không thể không kiềm thúc nhắc nhở, thật sao, với người nói một chút đi, rốt cuộc ngũ dài mạnh ở đâu? Lâm Bắc Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ. Ngũ dài là một nấc thang rất khó tiến vào. Một khi đã bước vào, đồng nghĩa với việc trần khí có thể tự hư nhập thực, có thể thôi động chiến kỹ cấp tông chủ, được xưng là cường giả cấp tông chủ. Phật tài một cái cũng giống như khai sơn phá thành, diệt địa. Ở thanh phố giới này, cũng chỉ có cường giả cấp tông chủ mới có thể được xưng là cường giả tuyệt thế. Khi Ngọc Vô Khuyết giải thích, giọng nói tràn đầy vẻ hướng tới. Cập tông chủ sao? Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, từ hư nhập thực là có ý gì? Nói một cách đơn giản, vọt giả trước ngũ giai tu luyện chân khí đều là hư khí. Cái gì gọi là hư khí? Chính là độ câu trọng không đủ. Mặc dù có thể cường hóa bản thân đã thường địch thủ, nhưng đó giống như là một chảo cát, một sợi sương mù, có hình mà không có chất, khó mà cụ thể được. Ví dụ như ngày đó, mặc dù câu hằng có thể lợi dụng chân khí bản thân ngừng tụ thanh thuẫn, nhưng dù sao thì ông ta cũng chỉ là định phòng của tứ giai, còn chưa tiến vào ngũ giai. Chân khí chính là hư khí. Thanh thuẫn biến cưỡng ngưng tụ ra, không ngăn được kiếm khí của ngươi, cho nên mới bị người phá thuẫn gây trọng thương. Tuy nhiên, nếu đối đại là cường sản cụ giai, chân khí cổ đặc, từ hư nhập thực, ngừng luyện ra tấm chắn nguyên tố, hẳn là có thể ngăn cản được công kích kiếm khí của ngươi. Ngọc Vô Quyết giải thích rất kỹ càng. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Nguyên lý rất là đơn giản. Khi tiến vào ngũ dài chân khí trong cơ thể cô động tăng lên, cường độ cũng theo đó mà tăng vọt, cứng cáp hơn. Như Lão Ngọc Người vừa nói, ngũ dài chính là cấp tông chủ. Vậy có phải trên cấp tông chủ còn có cường giả tầng thứ cao hơn tồn tại không? Lâm Bắc Thần muốn mau chóng làm rõ ràng hệ thống võ lực của thế giới này. Ngọc Vô Quyết gật đầu nói, tiến vào ngũ dài còn như tiến vào cánh cửa cấp tông chủ từ ngũ đến cửu dài chính là tông chủ cửu bộ vượt qua cửu bộ sẽ bước vào thập dài, chính là cấp lãnh chúa toàn bộ thành phố giới chỉ có một vị cường giả cấp lãnh chúa chính là quyết chủ vương triều thiên quyết vương tư siêu đại nhân trong lòng của lâm bắc thần run lên tiếp tục hỏi thế trên cấp lãnh chúa thì sao trên cấp lãnh chúa là vực chủ cấp độ này cách chúng ta quá xa có lẽ khổ tu cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới. Cho nên, người cũng đừng nghĩ đến, chỉ tăng thêm phiền não trong đầu thôi. Được đại vị huynh đệ tiểu vĩnh tam kia của ngươi, nồng độ huyết mạch cấp phá hạn kinh thế hại tục. Nếu cơ duyên thỏa đáng, có lẽ có một ngày nào đó có thể đạt đến trình độ này. Ngọc Vũ Huyết vừa nói vừa thở dài. Ông chưa hề hy vọng xa vời về loại cảnh giới đó đối với cường giả võ đạo nhân tộc thành phố giới. Đó là một cấp độ trong truyền thuyết, nằm quan tâm với, còn muốn mơ cũng không dám mơ. Này lão Ngọc, ta phải nói ngươi, người lúc nào cũng sợ hãi. Chúng ta là võ giả, vốn nghịch thiên mà đi. Những người nghịch thiên mà đi, cảnh giới đó, người cũng nghĩ không dám nghĩ. Người sẽ vĩnh viễn không có cách nào với tới. Cách gọi là đặt mục tiêu càng cao sẽ đạt được kết quả càng tốt. Mục tiêu trung bình sẽ đạt kết quả thấp. Cuộc tiêu thấp thì sẽ không được cái gì. Người cứ đặt cái sen off vớt sợt, nên cao lên. Càng thành tựu của người sẽ càng cao, người không thể xem nhẹ chính mình được. Lâm Bắc thần thầm ra vẻ, hận không thể tràn sắt khi còn nóng. Ngọc Phúc Huyết tò mò hỏi, sen off vớt là cái gì? Chính là chí hướng đó mà. Lâm Bắc thần nói, người lập trí truy cầu cảnh giới cấp vật chủ. Có lẽ có một ngày ngươi có thể đặt chân trên cấp lãnh chúa thì sao? Không cầu thì làm sao biết mình không làm được? Nghe vậy Ngọc Phú Quyết cười khổ. Ông hiểu đạo lý này. Nhưng có một số việc không phải biết đạo lý là có thể làm được. Trên cấp vực chủ còn có cảnh giới gì nữa không? Lâm Bắc Thần thánh vỡ nổi đất hỏi cho đến cùng. Ngọc Phú Quyết lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết. Người võ đạo cấp vực chủ trở lên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người cũng đừng nên mơ tưởng xa vời. Nên trước tiên nghĩ một chút làm cách nào đối phó với khâu thiên cảnh đi. Điều này thì đơn giản thôi. Cho ta mượn thêm ít tiền, tất cả sẽ không thành vấn đề đâu. Lâm Bắc Thần đưa ra yêu cầu. Người muốn mượn tiền đi đường sao? Ngọc Phổ Khuyết gật đầu. Thôi được, con được giãn được mới là Tuấn Kiệt. Ta còn áp đáy hòm 400 trượng hồng khoang Người cầm đi đi tranh thủ thời gian rời khỏi vì kiếm tông, tìm chỗ nào đó mà trốn. Lúc nào phòng thành qua đi rồi hãng nói. Bốn trăm lượng hồng hoang ngân bay ra trước mặt lâm bắc thần. Cho dù ra mặt lâm đại thiếu dày như vậy, tầm đen cũng không thưa gì người khác, nhưng cũng không khỏi dưỡng sơ. Lão Ngọc à, người, người có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi không sợ tắc quỳ tiền bỏ trốn không quay về nữa sao? Ngọc vũ khuyết thản nhiên nói, dù sao thì ta cũng không còn bằng hữu Trần Chính ở Phi Kiếm Tông. Lâm Bắc Thần ngươi còn coi ta là ngươi, vậy cứ để ta làm phạm ngu xuẩn một lần xem sao. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục giả mộng từ chối. Hắn vỗ vào áo của lão Ngọc, sau đó thu 400 lượng hồng hoang ngân vào trong. Bây giờ không cần bị quan như thế. Lâm Bắc Thần lại lên tiếng nói. Ta nói cho ngươi biết một bí mật, cương gia cấp tông chủ ngũ gia ta cũng có thể thịt được. Vậy sao phi kiếm tông này ta bảo kê cho ngươi? Trên thiên cảnh phong, khẩu thiên cảnh đốt giấy để ta quỳ lạnh lão phụ thân của mình trong linh đường. Sau đó đến trước quan tài của con gái khâu lạc sao? Nhìn con gái của hắn nằm đó, dường như đang ngủ vậy. Ông ta thật lâu vẫn không lên tiếng. Các nhân vật chủ chốt của khẩu thị nhất mạch đều tập trung trong linh đường, đợi khâu thiên cảnh vùng cánh tay hô lên sẽ lập tức tiến đến tạp thảo phong chém tên cùng đầu kia. Nhưng biểu hiện của khâu thiên cảnh lại rất tỉnh táo. Ông ta thông qua lưu quang nguyên tố kính quan sát cảnh tượng chiến đấu trên diễn võ trường hôm đó, cẩn thận phỏng đoán chiến kỹ và năng lực của Lâm Bắc Thận. Người này rất là khó đối phó. Ngay cả tu vi ngũ dài cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương. Hơn nữa thái độ của trưởng bồn Liễu vô ngôn cũng đã nói lên một vài vấn đề chuyện này ẩn tàng tin tức đằng sau tuyệt đối không hề đơn giản có lẽ là cạm vẫy đang chờ ông ta nhảy vào khâu thiên cảnh càng nghĩ trong lòng lại càng sáng như gương ông ta cố gắng kiềm chế thù hận và phẫn nộ của mình giúp bản thân tỉnh táo lại ta nói cho mọi người biết không được đến tạp thảo phong cũng không được vọng động hết thảy cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành các người hãy thả ra phòng thanh của ta mỗi thủ giết cha giết con không đổi trời chung nhưng khâu thiên cảnh ta vẫn không bao giờ quên lợi ích tông môn làm đầu không vì lúc này mà làm phân tâm gia sự chờ đại hội võ thuật đại tần sinh tông môn dân tộc kết thúc ta sẽ chiến một trận công bằng với Đông bắc thân chấm dứt ân cứu. khâu thiên cảnh chậm rãi nói mọi người trong linh đường nghe xong tất cả đều cảm thấy ngoại ý muốn như vậy mà còn có thể nhịn được không thể không nói thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã là 5 ngày sau lấy trưởng bôn trần liệu vô ngôn làm chủ cùng với khâu thiên cảnh lãnh ngưng ngọc vô quyết các trưởng lão phi kiếm tông cùng với sáu đệ tử tần sinh bao gồm tiêu Vĩnh cam cộng thêm hai kẻ ngoại lai đi xem náo nhiệt là lâm bắc thần và khâu thiên cảnh tổng cộng 36 người đại diện cho phi kiếm tông Người kiếm phi hành rời khỏi kiếm lai phòng một đoàn người tiến đến đệ nhất thế lực nhân tộc võ đạo thành vũ giới triều thiên khuyết để tham gia đại hội thị đấu Lên đường bình an vô sự Một ngày sau đó Mọi người đã đến vận quyền Sơn mạch Của Triều Thiên Khuyết Bên ngoài đã sớm có đệ tử Triều Thiên Khuyết Chờ đợi dẫn đường Đoàn đại biểu Phi Kiếm Tông Đã được dẫn vào trong sơn bồn Sắp xếp ở khu khách dịch Lúc này vận quyền Sơn mạch Tập trung toàn bộ đại diện Tổng bồn nhân tộc nhập lưu thành phụ giới Có thể nói là phòng phần dũng động Quân hùng tất trí Ngoài ra còn có một số đại diện thế lực Thú tập lớn cũng chạy đến Đúng là một đợt thịnh hội Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Đường cổ đại diện trong cụ đại Bồn vái như Tần Thủy Cung, Thánh Thủy Tông Đoạn Long Đảo cũng sẽ tuần tự có mặt Trên đường đến khách dịch Lâm Bắc Thần vẫn luôn nhìn chăm chăm Vì trường lão thục nữ dáng người chập trờn Của phi kiếm Tông đang đi đằng trước Mẹ kiếp, cái chân này Cái eo này, cái mông này Giang ra thì, ôi trời Trước đó bởi vì ngự kiếm đi được Thành ra hắn không chú ý Đến vì kiếm tông có trại mỹ nhân Nữ trần lão kia khi đi lại Thân hình như thủy xà lắc lắc Mở mông đồng đưa qua lại Đôi chân dài vung lên đều đều Có sức quyến rũ cùng một cây điệu yếu ớt Đùng đưa trong gió Lâm bác thần không khỏi cảm thán Trên thế giới này quả nhìn không thiếu cái đẹp Mà là thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp Người nhìn cái gì vậy? Đơn trưởng đạo quay đầu lại cùng hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần Nếu mà còn nhìn nữa Ta móc mắt của người cho chó ăn Điều này có thể trách ta sao dáng dấp của người giống như là thiên tiên Chẳng lẽ người không nhận ra à Lâm Bắc Thần ký thế không thua Phản bác ngay tại chỗ Ta cũng không còn có cách nào Ta bẩm sinh có cặp mắt giỏi về phát hiện cái đẹp Không cẩn thận Bị dáng người của người thu hút rồi Người Nữ trưởng lão cũng ngẩn người Hư lạnh một tiếng rồi quay đầu lại Chưa có người nào dám tán dương nàng Ngày trước mặt nàng như thế Các trưởng lão vì kiếm tổng khác Và các đệ tử đều âm thầm mở to mắt Cái tên lầm bắc thần này đúng đa Đăng đủ tự Ngay cả mặt mũi cũng không cần Lại đi chọc ngay tổ ong vỏ vẽ Là trưởng lão lãnh ngưng Tính tình đang không ổn gần đây Thế nhưng nàng ta lại không truy cứu Đúng là kỳ lạ vì đại mỹ nhân cấp tiền trước kia là ai? Lâm Bắc Thần hạ giọng hỏi ngọc Phủ khuyết bên cạnh Đau ngọc tiến sát bên tài Lâm Bắc Thần Âm thanh giống như đang từ dưới mông phát lên Chính đại trưởng đạo đàn dược phi kiếm tông lãnh ngưng Lâm Bắc Thần lập tức rùng mình một cái Lãnh ngưng, nông trường lãnh ngưng Nông trường bằng ngày ngày hắn đi trộm Đây là địa ban của đại mỹ nhân kia Sớm biết nàng ta đẹp như thế hắn nên trộm nhiều hơn một chút. Một lát sau, mọi người đã đến khu khách dịch, vì kiếm tộc cũng được xem là tầng bồn có tên tuổi ở thành phố giới. Trụ sở tất nhiên không kém. Tiền viện hậu viện chiếm diện tích mười mấy mẫu. Trường quân điểm vùng gồm và các trường đáo ở trong những căn phòng rộng rãi, sáng sủa, lại còn có cửa sổ nhìn ra hồ nước. Năm đệ tử còn lại, thì mỗi người một gian xương phòng. Chỉ có Lâm Bắc Thần là kiếm tuyết vô danh là được phân phối đến tạp vật phòng hậu viện. Cũng không có cách nào, nhân viên ngoài biên chế thì không được chào đón. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không coi trọng điểm này. Kiếm tuyết vô danh ngược lại không khai trong, cứ hung hổ giật dày Lâm Bắc Thần trong ngoài thuê khách sạn sang trọng, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần trong tay đang thiếu tiền trực tiếp từ chối. Mọi người xu xếp xong chưa được bao đâu, Kiếm tuyệt vô danh đã cầm theo hắc côn không kịp chờ đợi ra ngoài giải dầu. Trường quân liễu vô côn và đệ tử thần truyền tiểu binh cam cũng ra ngoài tiếp khách. Chủ yếu đã giới thiệu các mối quan hệ của mình cho tiểu binh cam trải thường đi cho hắn. Các vị trưởng lão khác cũng đều có bạn trong triều thịnh quyết Vì thế tất cả đều ra ngoài. Quyền vân dân mạch rất náo nhiệt. Có cảm giác giống như đại hội võ lầm được tổ chức dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng thẳng cười có cố gắng. Hắn nằm trên tấm phản cứng trong tạp vật phòng, không chút do dự, lấy điện thoại, mở nông trường vui vẻ ra, bắt đầu đi trộm thức ăn. Không ngoài sự liệu của hắn, bản đốn nông trường theo vị trí của hắn thay đổi mà đổi mới theo. Phương vị biểu hiện nằm ở vân quyển Sơn Bạch, không tìm được nông trường của đại thục nữ trưởng đáo lãnh ngưng. Lâm Bắc Thần lục soát một phen, lập tức có phát hiện mới. Vân quyền dân mạch không hổ danh là dân mạch linh phúc của đệ nhất tổng môn dân tộc thành phụ giới nông trường rất nhiều tổng cộng có bốn nông trường có thể trộm đồ như nông trường đình không bất nhị nông trường hoa bất phàm nông trường bộ dung thiên thư nông trường tùy bán mộng trong đó quy mô nông trường tùy bán mộng là lớn nhất thu hoạch nhiều nhất mọc tốt nhất nhưng điều đáng tiếc chính là tùy bán mộng rất vô sĩ. trong nông trường nuôi một con chó thay đổi rất hùng dữ. Lâm Bắc Thành suy nghĩ một chút, cũng không trộm nông trường này đầu tiên. Hắn trộm qua một lần nông trường hoa bất phạm, đính bất nhị và mộ dung thiền thử, đã được sáu chủng loại với hơn 40 linh dược. Thảo quả cũng không biết tên. Nhìn không khác gì rau quả nhỉ? Trong lúc hắn đang chuẩn bị, dùng một ứng dụng quét trong điện thoại, quét qua một lần. Có tiếng có cửa vang lên. Là ta, Âm thanh của ngọc vũ khuyết truyền đến. Lâm Bắc Thận cắt mấy thứ rau quả của mình đi, bước ra mở cửa. Lão Ngọc, người không đi thăm bạn của mình sao? Người chạy đến kho quỷ của ta làm gì? Ta còn không phải lo lắng người một mình cô độc tịch mịch sao? Lão ca ca ta mang người ra ngoài trải nghiệm chút việc đời. Ngọc vũ khuyết nhiệt tình mời. Lâm Bắc Thận không chút lưu tình vạch chân, nói thật đi lão Ngọc. Có phải? là người lăn lộn quá kém không có bạn đã vân quyền sơn bạch này thành ra mới đến tìm ta đúng không ta ngọc phổ quyết trực tiếp chửi to trong lòng hai người rất nhanh ra ngoài đường đi chung quanh khu khách dịch rất náo nhiệt Ngoài trừ những cửa hàng cố định đầu đầu cũng có thể thấy những quầy hàng rong bán đủ loại đồ thất loạn bát tao có bình khí phết rỉ loang lộ ông chủ nói là thần bình thất lạc của lạnh chủ còn có mấy cọng trào héo úa Chủ quan nói đây là cỏ linh trùng sinh thái Còn con đê hoàn đen thui Giống như đã dính bẩn Người bán chắc chắn Đây chính là đan khí thành phẩm Được phát hiện trong di phủ Của một vị cường giả huyết mạch đan y ngũ dài Ngoài ra các loại võ công tầm pháp Bí tịch Còn có mãi nghệ Thuần thú Có thể thấy được ở khắp nơi Đúng là náo nhiệt Lâm Bắc Thần cảm khái một câu Ngọc Vũ Khuyết nói triều thiên quyết là đệ nhất thế thực nhân tộc thành phố giới dưới thực ảnh hưởng của bọn họ trong khoài văn quyền sơn mạch đều vô cùng phồn hoa võ giả nhân tộc xem nơi này đã thánh địa nhiều người náo nhiệt cũng là chuyện bình thường mỗi lần có rất nhiều nhân vật võ đạo nhân tộc cỡ lớn tập trung thì sẽ có vô số người tụ đến hoặc là giao dịch hoặc là tìm cơ duyên thật dân người đến đây cũng chính là vì nguyên nhân này có lẽ người sẽ gặp được một số cao nhân thế ngoại vẫn khí tốt gặp được manh mối về hồi hồn thuật hoặc hồi hồn vật như thế chuyện đi này sẽ không tệ lão ca có lòng rồi lâm bắc thần cảm động nói bây giờ ngươi có thể mượn cho ta ít tiền không ngọc vũ khuyên thiếu chút nữa đảo đảo té ngã xuống đất không phải ta mới cho người bốn trăm lượng hồng hoang ngân sao ông ta chất vấn chẳng lẽ hàng ngày người ăn bạc thay cơm mà Mặc dù không phải ta ăn bạc thay cơm Nhưng cũng không khác gì bao nhiêu Lâm Bắc Thần nói Số bằng vận trước đó Cộng thêm tiền tiết kiệm trong tay Hắn đã mua một cây AK-47 phong thân Chính là chuẩn bị cho hành trình Đến Vân quyển sân mạch Bây giờ hắn đang rất là thiếu tiền Hai người đi trên đường Bất trị bất giác đã xuống dưới trần núi Đằng trước có một ngôi chợ Giao dịch cỡ lớn Là chợ đen lớn nhất Ở vân quyền Sơn Mạch rất nhiều đồ vật thiên hình vạn trạng Đều có thể nhìn thấy ở đây Ngọc Vũ Quyết dẫn Lâm Bắc Thần vào chợ Cách chợ này chiếm diện tích không nhỏ Không khí thì ồn ào Giống như mấy ngồi chợ bán giả súc Nhưng lại tràn đầy sức sống Có người mang mặt nạ Có người mặc áo bào trùm vũ Đi tới đi lui Chợ này không có quầy hàng cố định Rất nhiều người trải rộng Một tấm vải đen dưới mặt đất Đặt đồ vật muốn bán lên trên ghi rõ giá cả hoặc là đồ muốn đổi. Không ai nói câu nào, cũng không lên tiếng mời chào, cứ lặng lặng mà chờ. Đi chưa được mấy bước, đằng trước đã chuyển đến tiếng cãi vã. Xì, người chỉ là một tên dân đen, huyệt mạch cấp hạ dung, mà cũng dám tranh giành đồ vật với ta, người muốn chết à? Một âm thanh ngang ngược chấn động không khí, vô cùng hung ác. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Âm thanh này nghe rất thân thiết, nghe xong lập tức biết được là hoàn cố ác bá từ đầu đến, rất hợp với tính cách nguyên tác của hắn lúc trước. Nghĩ lại từ khi hắn quật khởi ở Vân Mộng Thành, hắn đập tức bị gánh nặng về danh tiếng, thỉnh thoảng phát bệnh não tật, trò đã hiện. Về phần hắn vốn làm một tên hoàn khố khắp nơi trêu trọc, với phụ nữ đang hoang, mặc váy hoa, ngực phình to, thật sự rất khó mà thực hiện. Lúc này nghe được giọng điệu ác bá đó, hắn có cảm giác giống như gặp được người thân đi qua đó xem náo nhiệt đi hắn kéo tay ngọc vô khuyết hứng thú bừng bừng chạy đến à cái tên này đầu của ngọc vô khuyết như muốn to ra người cũng là người có thần phận có địa vị tại sao con thích tham gia náo nhiệt đến như thế hai người tiến về phía trước hơn 30 mươi mét đằng trước có một đám người đang chen chúc có một số người đang xem náo nhiệt lập tức cả hai không chút do dự mà chen vào. Hai người nhìn thấy bên cạnh một quầy hàng chỉ là một tấm vải đen không lớn. Chủ quán đang ngơ ngác ngồi. Một đám đệ tử và áo giáp bằng da của thần thủy cung đang vây quanh hai chị em mặc đồ bình thường, hung hổ lớn tiếng của trách. Tuổi tác của hai chị em kia không lớn, cả hai giống như là hai con chim cút nhỏ vì một đám sói đói vây quanh, không khỏi run lẩy bẩy. Cỏ này là do chúng ta chọn trước mà, là chúng ta... đứa em trai cao lắm, cũng chỉ 10 tuổi, mì thành bột tú, làn da trắng nõn giống thì còn em đã giàu, cương mặt đỏ bừng do kìm nén, biểu hiện không phục. Trên mặt còn có dấu bàn tay, khóe miệng rỉ ra một vết máu, hiển nhiên là vừa bị ăn đòn. Người chị kia khoảng 13-14 tuổi, mặc trên người chiếc váy trắng, dáng người không cao, nhưng mái tóc đen dài, cương mặt còn óng ánh hơn cả bạch ngọc ngũ quan tinh xảo như khắc. Nhất là cặp mắt vừa to lại vừa tròn, đuôi mắt tỉnh nhách lên, ánh mắt thanh tịnh giống như cất dấu tinh hà, có một sự linh hoạt không nói ra được. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến ở khu chợ đèn này lại có thể nhìn thấy thiếu nữ đẹp như vậy, giống như tiểu lù đi bước ra từ mấy quyển truyện manga. Thiếu đứng hẳn trước người đứa em trai của mình, đau khổ cầu khẩn. Các vị thiếu hiệp, mong các người thường xót. Bụi còn này rất quan trọng đối với chúng ta. Chị em chúng ta đã tìm đó hơn một tháng ở cái chợ này rồi. Lần này cũng là lúc chúng ta tìm được trước. Chủ quán cũng đã đồng ý bán cho chúng ta. Mong các người dờ cào đánh khẽ. <laughs> ta không sợ cào đánh khẽ đấy, người làm gì được ta nào. Đây từ dẫn đầu thần thủy cùng tên là Nam Cung Ngang trí. Ánh mắt dài hẹp của hắn có chuột nhau lại cười lạnh nói. Dần đen huyết mạch thấp kém, lại muốn tranh giành với ta, muốn chết à? Tiểu lâu đi quỷ bịch xuống đất, dập đầu rầm rầm. Đại hiệp, ta van ngài, ta xin ngài. Người càng xin ta, ta lại càng không cho ngươi đấy. Nằm cùng ngàng trí khoanh tay trước ngực. Ta không sợ nói cho người biết. Cái thứ có rách này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với ta. Ta thậm chí cũng không biết nó tên gọi là gì. Nhưng ta lại thích nhìn các ngươi cầu khẩn mà không còn cách nào. <laughs> bảy tám tên đệ tử thần thủy cùng chung quanh đều cười rỗ lên. Thần thủy cung là đại tổng bồn nhân tộc, lực ảnh hưởng của nó rất lớn. Vì thế mặc dù những người xem náo nhiệt chung quanh đều cảm thấy hai chị em nhà kia rất đáng thương, nhưng cũng không dám mở miệng hỗ trợ. Chứ đừng nói chi là ra tay giúp đỡ. <laughs> Hôm nay tâm trạng của ta nằm cùng sư huynh, đúng là không tốt, coi như các người không may đi. Người chính là một túi giả tốt nếu không, ngươi thay đổi phương thức cầu nam cung sư huynh đi. Chà chà, nam cung sư huynh ra tay hùng ác lắm. Sợ là tiểu đá đầu này không chịu đổi. Vừa mới tiến hành được một nửa, nam muốn mất mạng rồi. Nam đệ tử thần thủy cung ở bên cạnh hạ hệ triều trọng, đe dọa hai chị em nhà kia vài câu. Chúng ta, còn này là của chúng ta mà. Đứa em trai đỏ bừng mắt, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu vọt đến bên cạnh miếng vải đen nắm một góc của lá cỏ hình tam giác đen như mực trong tay vượt xuống bởi trận hồng hoa ngân sau đó định chạy trốn cậu bé bị đá bay trở về rớt xuống đất bụi cỏ bầu đen như mực một lần tượng rời xuống tấm vải đen cậu bé mười tuổi bị đá trọng thương miệng mũi phùn máu ôm bụng cong lại như con tùng đau đến mức một câu cũng không nói nên lời chỉ biết lăn lộn run rẩy người ra tay là nam công ngang trí Dần đèn là huyết mạch thấp kém, lại dám cướp đồ của ta, muốn chết. Bên trong ánh mắt dài hẹp của hắn, đã liền ánh sáng tan nhẫn. Hắn cảm thấy trường đã hiện, lập tức rút kiếm đâm tới cậu thiếu niên. Đừng mà! Thiếu nữ tiểu Lolita bị dọa sợ, thật kinh ngăn trước mặt em trai của mình. Chúng ta từ bỏ, chúng ta không cần hồi hôn thảo nữa. Đại nhân, xin hãy hãy buông tha cho chúng ta. Nam không gắng chết cười lạnh, đang định nói cái gì? một âm thanh kinh ngạc truyền đến từ phía bên cạnh. Hồi hồn thảo. Cái thứ đồ chơi này chính là hồi hồn thảo sao? Chính là Lâm Bắc Thần. Hắn vọt đến bên cạnh miếng vải đen, cầm một gốc cỏ màu đen như mực, cẩn thận quan sát. Sau đó nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kia. Người nói nó là hồi hồn thảo, chính là có thể giúp người ta hồi hồn sao? Thiếu nữ tiểu đầu thì ngẩn ra, nhìn Lâm Bắc Thần, cũng không biết trả lời như thế nào. Còn hoang kiệt Người từ đâu đến vậy? Đệ tử thần thủy cùng gầm lên. Tay bẩn như thế mà dám động vào thân thảo nằm cùng sư huynh ta đã trọ à Lập bác thần nhìn cũng không thèm nhìn đưa tay bắn một phát. Đung! Một âm thanh khí bảo thành thúy vang lên. Mì tầm của gã đệ tử thần thủy cùng xuất hiện một lỗ máu, cơ thể lung lay, sau đó ngửa mặt lên trời, ngã xuống. Mẹ nó, ai bảo người xen vào? Lâm Bắc Thần đang thẳng sát khí thổi thòng súng. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, không thể ngăn được. Năm người đang xem đáo nhiệt trùng quanh, người nào cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Hai chị em đáng thương đạp thì không kỵ đến đột nhiên xuất hiện. Một tiêu điền không đói một lời, đã trực tiếp giết chết đệ tử Thần thủy cung. Hắn đã tên điên sao? Nam công ngang trí và đám đệ tử Thần thủy cung cũng sửng sốt, sau đó phẫn nộ. Không thể tha thứ, cho dù ngươi là đệ tử có thần phận địa vị cao nhất ở triều thiền khuyết, ngươi cũng không thể tùy ý giết chết đệ tử thần thủy cung ta. Tại hạ Nam Cung Thang trí, đại sư huynh đời thứ tư của thần thủy cung, các hạ là ai lại dám giết chết người thần thủy cung chúng ta? Ngươi có biết hậu quả của việc làm như thế là như thế nào không? Bây giờ cung chủ, ông ta đang ở gần đây đấy. Nam Cung Thang trí nhạy bén cảm giác được, Lâm Bắc thần rất có đối phó lập tức nói rõ bối cảnh thân phận của mình. Còn mẹ nó, họ kép thì coi mình là nhân vật chính à? Lâm Bắc Thần hung hung hổ hổ, đưa tay bắn trong một phát. Lão tử có tên là Hiên Viên Thiết Truy, không biết người có sợ hay không? Âm, uhm, tiếng súng vang lên. Đầu của Nam Cung ngang trí nổ tung, qua đời ngay tại chỗ. Mẹ nó, lại còn Nam Cung ngang trí, ta nhổ vào. Lâm Bắc Thần hung hổ cất súng đi cầm cốc cỏ màu đen như bữa kia cẩn thận quan sát lão đệ ngươi cần gì phải ngọc vũ khuyết lấy lại tinh thần khoan thai bước đến cũng không biết nên nói gì cho phải lâm bắc thần quá bưu hãn rồi một lời không hợp lên nổi bão giết người ông ta nhìn ra được lâm bắc thần rõ ràng chính là gặp chuyện bất bình rút đạo tường trở ông Trần thuy hoàng cười đến phân xử thử vừa trở cái tên cầu vật tự cho rằng mình họ kép thì rất ngưu bức kiệt. tự cao tự đại trước mặt ta ta đánh nổ đầu chó của hắn có phải là tiện kỳ cho hắn rồi không lâm đại thiếu vẫn độ nói ta biến thành âu dương thúy hoa từ khi nào vậy ngọc Vũ khuyết ngẩn ra miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu của lâm bắc thân cũng không biết nên nói cái gì lâm bắc thân rõ ràng là vì gốc cỏ đó nhưng lại tìm cớ nhiều như thế đáng thương cho nam cùng ngang trí kia cho dù không phải họ kép đoán chừng cũng sẽ vì nhau mắt mà bị đánh chết. Người nhất định phải chết, người có gan thì đừng có chạy. Một đệ tử thần thủy cùng thét lên chói tai, ta đi bởi cung chủ nhà ta đến, người đừng có chạy đấy. Nói xong, hắn quay người đào tẩu. Nếu thần thủy cùng đông phương tình ta ở đây, chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy. Ngọc Phổ Quyết thấp giọng nói, người này đã sớm đào cường giả, ngũ dài tuyệt thế. Thật dị băng ta còn chưa đến, chúng ta đi nhanh lên. Lâm bác Thần ba khí mười phân đói sợ cái đách gì, chờ ông ta đến, ta đánh nát luôn một chỗ. Hắn muốn trở lớn một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy đồng phương đỉnh ở phân mộng trạch, hắn đã nhìn không thuận mắt rồi. Người này cứ hở một chút, Là đòi mổ bụng, moi tim, muốn ăn thịt kim thiềm. Nếu lần này ông ta dám đến đây, thì vừa lúc hắn muốn thử uy lực của AK-47 vừa mua, thuận tiện liếm bao, có lẽ phát tài bột phen cũng không chừng. Ngọc Vô Khuyết trực tiếp bó tay.